Minh Tú gia nhập hội Jab Girl cùng chị em, U30 mới lần đầu làm chuyện ấy, bị hội chị em gài kéo. Minh Tú lần đầu đi bưng quà. Sáng hồi họp vậy sớm, hiểu không? Hồng bé ơi. Game on, baby game on. Không, cô chị, đơn giản lắm, em nói nghe nè. Chị Tú là lần đầu tiên chị Tú bưng Jab, cho nên là cho chị Tú dựng bưng cái... Gì vậy? Dàn bê cháp trong đám cưới Thủy Dung gồm những cái tên đình đám phải kể đến như Hoa hậu Khánh Vân, siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Thủy Tiên, Á hậu Quỳnh Châu, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi. Vì rùa thuộc hàng đỉnh cao của các Jab Girl khiến nhiều người phải trầm trồ, thế nhưng điểm nhấn của dàn bê cháp bất ổn này lại thuộc về Minh Tú. Dù đã trải qua hơn 30 cái nổi bánh chưng, nhưng đến thời điểm hiện tại, đây mới là lần đầu tiên cô nàng được trải nghiệm cảm giác bê chắc. Cũng là bởi lần đầu tiên nên cô nàng không giấu nổi về hồi hộp, lung tung và ngơ ngác trước các thủ tục cho một buổi lễ. Hôn nhau đi, hôn nhau đi! Dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi. Sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Cái gì vậy bà nội? Liều thì ăn nhiều. Chính bởi sự ngây thơ chưa trải sự đời này mà cô nàng bị hội chị em chồn không ít. Trong lúc phân chia nhiệm vụ, Minh Tú còn được các chị em giao cho trọng trách cao cả là bê hộp cháp trái cây. Đây là hộp cháp nặng nhất trong tất cả các lễ vật bởi lẽ nó được kết bằng nhiều loại trái cây và hình hài rất công phu và cồng kềnh. Ban đầu khi được nghe phân công, người đẹp chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ngay sau đó đã kịp nhảy số để từ chối sự phân công của các cháp gần khác. Màn phân công nhiệm vụ của các người đẹp cũng nhận xét là cực bất ổn và lo lắng cho hình sự của nhân vật chính sẽ khó để thuận lợi bởi dàn phù dâu đam mê tấu hề này. Rất may là hôn lễ vẫn diễn ra cực suôn sẻ. Dù từng tham gia nhiều đám cưới của bạn bè thân thiết, nhưng đây lại là lần đầu tiên Minh Tú trải nghiệm với một vai trò mới. Lần đầu làm chuyện ấy, nữ diễn viên còn hồi hộp đến mức đi lạc cả đường. Trên trang cá nhân, Minh Tú háo hức chia sẻ cảm xúc khi bê cháp cho Á hậu Thủy Dung. Lần đầu được đi bê cháp nôn quá mấy bà già ơi, kha kha. Dàn phù dâu trong đám cưới Thủy Dung không chỉ có nhan sắc cực phẩm mà độ mặn mòi cũng không phải dạng vừa. Nhiều chị em còn sợ với dàn bề cháp này, cô dâu sẽ có phần bị lấn át. Thế nhưng Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chẳng hề bị lép vế bởi vi rùa đỉnh chóp. Thủy Dung tự tin khỏe nhan sắc tươi tắn, vóc dáng thon gọn nuột nà của mình khi diện trang phục áo dài trong ngày cưới. Được biết, Thủy Dung và ông xã Doanh Nhân quyết định về chung một nhà sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi cũng đã tổ chức hôn lễ tại nhà thờ với sự chứng kiến của người thân họ hàng. Cặp đôi cũng trao nhau lời hẹn ước đầy ngọt ngào. Tại thời điểm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2021, Minh Tú từng chơi lớn khi tuyên bố nếu Thùy Tiên lọt top 3, cô sẽ lấy chồng ngay lập tức. Thùy Tiên giải thì mình sẽ lấy chồng. Tuy nhiên, hơn cả sự mong đợi, nàng hậu đã giành vương miện cao quý tại đấu trường sắc đẹp này. Nhưng từ đó đến nay, nữ siêu mẫu vẫn chưa thực hiện lời hứa lên xe hoa với cư dân mạng. Điều này đã khiến Minh Tú luôn bị đông đảo khán giả giục lấy chồng ở bất cứ nơi nào mà cô xuất hiện. Lỡ bận áo dài rồi thì thay bộ màu đỏ cho chị Liễu nhà em, xong bưng bạn lên xe bông được không? Quá nhiều sự dễ thương và xinh đẹp lung linh. Giờ bà Minh Tú khi nào lấy chồng chơi? Dẫu nhiều lần bị hối chống lầy là thế, Minh Tú vẫn đang rất bỏ ngỏ trước hôn sự của mình. Chắc có lẽ cô đang chờ đúng thời điểm để về dinh cùng bạn trai ngoại quốc. Sau nhiều lần hứa hẹn lấy chồng, chuyện cô nàng cứ sơ hở là bị hối lấy chồng đã không còn quá xa lạ. Bạn nào mà lấy chồng? Chưa Minh Tú, nhiều nàng hậu cũng gia nhập hội Jab Girl như Đỗ Thị Hà, Lương Thủy Linh, Khánh Vân. Ai nấy cũng đều mong ngóng các người đẹp này sẽ sớm có được hạnh phúc riêng cho mình, một đám cưới như mơ của chính mình chứ không còn phần tỉ bể cháp dạo nữa. Còn bạn, bạn nhận xét thế nào về trải nghiệm lần đầu làm Jab Girl của Minh Tú? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!